Kính thưa chủ tịch đoàn, kính thưa các quý vị đồng nghiệp, lời đầu tiên cho em xin trân trọng cảm ơn các quý vị đồng nghiệp đã nán lại đến những cái giờ phút rất là muộn của buổi hội thảo ngày hôm nay để nghe tiếp cái chủ đề về nấm. Và cái phần tiếp theo của em đó là cái phần về một cái nội dung về Aspergillus nhưng ở bệnh nhân CBD. Thì kính thưa các quý thầy cô và các quý vị đồng nghiệp, cũng giống như các bệnh nhân ở hồi sức tích cực thì Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai chúng em thì gần đây cũng thấy là cái tần suất mà phát hiện ra những cái chủng Aspergillus ở những cái bệnh nhân CBD gặp với mức độ là thường xuyên hơn so với trước đây. Và bên cạnh Aspergillus thì cũng thấy một số các cái chủng nấm khác, ví dụ như là Cryptococcus hoặc là Mucormycosis cũng đã bắt đầu phát hiện ra, mà có lẽ là trước đây thì rất là hiếm. Nhưng mà từ sau Covid là bắt đầu Aspergillus cấy mọc ra nhiều hơn, rồi thêm một các số các chủng khác như vậy. Thế thì đối với bệnh nhân CBD thì quý vị đồng nghiệp chuyên ngành hô hấp cũng biết là cũng có rất là nhiều vấn đề thách thức đặt ra đối với các bác sĩ, đó là liệu rằng những cái triệu chứng của bệnh nhân đó là do nhiễm nấm hay là những cái bệnh lý khác, đặc biệt lại trên nền một bệnh nhân mà CBD có rất là nhiều các yếu tố có thể là cái yếu tố góp phần hình thành nên cái nguy cơ nhiễm nấm Aspergillus. Thế thì nội dung của em thì tập trung vào ba vấn đề. Một đó là yếu tố nguy cơ nhiễm nấm ở bệnh nhân CBD. Cái thứ hai nữa là cái nấm Aspergillus thường trú ở bệnh nhân CBD thì có đặc điểm như thế nào và có những cái chủng gì. Và một vấn đề nữa đó là cái việc mà các cái tổn thương nấm Aspergillus ở bệnh nhân CBD sẽ như thế nào. Thế thì nhiễm nấm xâm lấn, đặc biệt là nhiễm nấm máu và nhiễm nấm xâm lấn phổi là những cái bệnh lý nhiễm trùng có tiên lượng nặng và tỷ lệ tử vong cao. Aspergillus thì cũng đã được nhiều nghiên cứu đề cập đến vì là tìm thấy những cái chủng Aspergillus thường trú, cư trú ở đường thở của bệnh nhân CBD và hay gặp nhất là cái chủng Aspergillus fumigatus. CBD thì là yếu tố nguy cơ của nhiễm nấm Aspergillus bởi vì đặc bệnh nhân CBD sẽ có nhiều các cái đặc điểm mà có thể góp phần hình thành nên cái yếu tố nguy cơ. Tuy nhiên, bệnh nhân CBD cũng là một trong những cái đối tượng mà sẽ khó làm các can thiệp để mà có được cái chẩn đoán xác định là có nhiễm nấm hay không có nhiễm nấm. Và một vấn đề rất quan trọng đó là khi đã có CBD rồi lại thêm nhiễm nấm nữa, nếu như chúng ta chậm chẩn đoán, chậm điều trị và điều trị không phù hợp thì có thể dẫn đến những cái kết cục xấu cho bệnh nhân. Một vài các đặc điểm ở bệnh nhân CBD đó là thường là những cái bệnh nhân CBD, đặc biệt là ở những cái bệnh nhân ở giai đoạn nặng thì sẽ có thêm những cái tổn thương phổi do tái cấu trúc phổi, rồi là phổi có giãn phế nang, có kén khí, có đồng mắc với giãn phế quản, hoặc là những cái tổn thương sơ hóa phổi do hậu quả của lao chẳng hạn. Bệnh nhân CBD cũng được thường là có xu hướng dùng corticoid đường toàn thân, hoặc là một số trường hợp lạm dụng corticoid đường toàn thân. Rồi những cái bệnh nhân được chẩn đoán CBD nhiều năm thì thường có tiền sử dùng corticoid đường hít kéo dài, do cái vấn đề đó là chúng ta không có đầy đủ các cái điều kiện để dùng các cái thuốc tốt hơn như LAMA, LABA để kiểm soát bệnh. Và hầu hết các tuyến là sử dụng ICS, LABA để mà điều trị cho các bệnh nhân CBD ở các giai đoạn. Và đây cũng là một trong những cái yếu tố có thể là dẫn đến là cái nguy cơ dễ nhiễm nấm hơn. Những cái bệnh nhân CBD ở giai đoạn nặng thì chức năng hô hấp kém, thể trạng sức khỏe chung kém. Và nếu kèm theo các bệnh đồng mắc thì tất cả những cái đặc điểm này sẽ góp phần làm cho bệnh nhân có yếu tố nguy cơ nhiễm nấm dễ dàng hơn. Vai trò của corticoid đề cập đến trong cái việc mà chống viêm và ức chế miễn dịch cũng đã được chứng minh rất là rõ ràng. Và đối với corticoid dạng hít thì cái nguy cơ có thể gây ra nhiễm nấm như thế nào? Thì đây cũng là một trong cái nghiên cứu từ nhiều năm trước rồi. Và họ đề cập đến một cái ca lâm sàng là một cái bệnh nhân nam 63 tuổi và có tiền sử mắc CBD nhiều năm. Bệnh nhân đã được sử dụng corticoid dạng hít với fluticasone với cái liều là 440 microgram 2 lần một ngày. Bệnh nhân này thì trước vào viện 5 tháng đã được chụp cắt lớp thì có một cái nốt nhỏ dưới 1cm ở đỉnh phổi bên phải. Và cũng đã được chọc hút dưới CT scan thì cho ra một cái hình ảnh đó là viêm hoại tử không đặc hiệu và không xác định được cái căn nguyên của cái nốt đó. Tuy nhiên sau 5 tháng thì cái tổn thương bắt đầu là hình thành một cái đám tổn thương kích thước khoảng độ 3x4cm và có vẻ như hang hóa ở đỉnh phổi bên phải. Bệnh nhân này được làm các cái xét nghiệm và loại trừ căn nguyên lao. Tuy nhiên sau khi mà mang đi phẫu thuật thì cái kết quả mô bệnh học lại là một cái nhiễm nấm sợi ở cái tổn thương này. Với cái ca bệnh này thì
nghiên cứu cũng đã đưa ra các cái vấn đề, đó là tầm soát hết tất cả các cái nguyên nhân gây suy giảm miễn dịch, ví dụ như là định lượng CD4, CD8, đánh giá chức năng của bạch cầu, rồi số lượng bạch cầu đại thực bào, số lượng các cái tế bào diệt tự nhiên đều trong giai hạn bình thường, có nghĩa là loại trừ hoàn toàn các cái căn nguyên gây suy giảm miễn dịch khác, thì người ta đề ra đưa đến một cái vấn đề, đó là liệu rằng cái việc mà dùng corticoid đường hít kéo dài để kiểm soát cái bệnh COPD có phải là cái căn nguyên làm cho cái cơ hội mà nhiễm nấm nó phát triển ở bệnh nhân này hay không? Đối với cái nhiễm nấm thường trú thì đây là một trong những cái nghiên cứu từ năm 2015 trên 50 bệnh nhân COPD nhập viện trong năm từ năm 2012 đến năm 2014, và cái việc mà phân lập nấm thì phát hiện ra là các cái căn nguyên nấm thường trú ở đường thở của bệnh nhân COPD bao gồm các cái chủng Aspergillus, và ở đây là chủ yếu là Aspergillus fumigatus và Aspergillus flavus. Ngoài ra thì còn gặp các cái chủng của Candida albicans. Và cái tần suất nhiễm nấm Aspergillus thường trú ở những cái bệnh nhân COPD này là 24,6%. Một cái nghiên cứu khác cũng cho thấy là có đến 50% bệnh nhân COPD giai đoạn ổn định và được tầm soát và phát hiện ra có nấm sợi ở trong đường thở, trong các bệnh phẩm của đường hô hấp, và cũng đến 75% căn nguyên là Aspergillus fumigatus. Tuy nhiên trong nghiên cứu này người ta nhận thấy là có đến 13% bệnh nhân nuôi cấy mà dương tính với Aspergillus fumigatus thì bị mẫn cảm và có liên quan đến chức năng phổi kém hơn. Một cái nghiên cứu nhận xét về 5 trường hợp nhiễm nấm xâm lấn ở bệnh nhân COPD thì các cái bệnh nhân này ngoài các cái bệnh đồng mắc kèm theo, rồi là nhập viện trong cái bệnh cảnh có thể đồng mắc với các cái căn nguyên nấm khác, rồi căn nguyên vi khuẩn khác, nhưng 4 trên 5 bệnh nhân này mặc dù được điều trị chống nấm nhưng tiên lượng là tử vong cũng chỉ trong một vài ngày và một vài tuần. Điều đó có nghĩa là gì? Trên nền bệnh nhân COPD, đặc biệt là những bệnh nhân COPD nặng hoặc là bệnh nhân COPD nhập viện vì đợt cấp, nếu kèm thêm các cái đồng mắc, các bệnh đồng mắc khác hoặc nhiễm thêm các cái căn nguyên vi khuẩn, vi sinh vật khác thì sẽ làm gia tăng cái tình trạng nặng của bệnh và dẫn đến kết cục rất là xấu cho người bệnh. Và cái gánh nặng của nhiễm Aspergillus fumigatus ở những cái bệnh nhân bệnh phổi mãn tính, ở đây các cái bệnh lý phổi mãn tính có thể là hen, COPD, rồi giãn phế quản, thì trong cái nghiên cứu này cho thấy có đến 26 trên 104 bệnh nhân là phân lập được các cái chủng nấm, bao gồm cả nấm Aspergillus fumigatus và các cái chủng nấm khác. Đây là một cái nghiên cứu bắt cặp để so sánh là các cái bệnh nhân COPD nhập viện vì đợt cấp so mà không có Aspergillus quần cư ở trong đường thở, với những cái trường hợp bệnh nhân COPD nhập viện vì đợt cấp nhưng phát hiện được Aspergillus trong đường thở của người bệnh thì có những cái đặc điểm gì khác nhau. Nhóm chứng là 69 bệnh nhân COPD nhập viện vì đợt cấp và nhóm bệnh nhân có Aspergillus quần cư là 23 bệnh nhân COPD nhập viện vì đợt cấp, và tất cả các bệnh nhân này được chụp các lớp phổi và hoàn toàn là không thấy có các cái tổn thương phổi gợi ý đến những cái nhiễm nấm. Thì kết quả cho thấy là ở cái nhóm bệnh nhân mà có Aspergillus quần cư, tức là tìm thấy bằng chứng nhiễm nấm qua các cái bệnh phẩm về vi sinh nuôi cấy, thì thấy nhóm bệnh nhân phát hiện được Aspergillus thì là cái nhóm bệnh nhân mà có số lượng bệnh nhân sử dụng nhiều hơn một nhóm kháng sinh trong cái thời gian nằm viện và có thời gian điều trị kháng sinh kéo dài hơn. Việc dùng corticoid ở những cái nhóm bệnh nhân COPD nhập viện vì đợt cấp có phát hiện được Aspergillus thì cũng thấy là sử dụng cái liều corticoid cao hơn, và đặc biệt thời gian để thoái triển các cái triệu chứng và thời gian nằm viện ở cái nhóm mà COPD có đợt cấp có phát hiện được Aspergillus thì đều dài hơn so với cái nhóm mà không phát hiện được Aspergillus trong đường thở của người bệnh. Một cái vấn đề nữa cũng rất là thú vị, đó là người ta thấy trong số những cái bệnh nhân bị cúm, nghiên cứu này trên 278 bệnh nhân nhập viện trong 2 năm, thì trong những cái bệnh nhân nhập viện thì ở những cái bệnh nhân bị cúm thì tỷ lệ cấy nấm dương tính và tỷ lệ sử dụng thuốc chống nấm cũng như là corticoid toàn thân ở nhóm bệnh nhân COPD thì cao hơn so với nhóm bệnh nhân không bị COPD. Và ngược lại, trong số những cái bệnh nhân mà mắc COPD thì tỷ lệ cấy nấm dương tính
đặc biệt đối với Aspergillus cũng như là tỷ lệ sử dụng corticoid toàn thân thì ở những người bị cúm cao hơn so với những cái người không bị cúm. Và nghiên cứu này người ta đề cập đến cái vấn đề liệu rằng cái nhiễm Aspergillus có vẻ như là thường gặp hơn ở nhóm bệnh nhân cúm, tức là vừa có cúm và vừa có COPD. Thế thì đây là một cái nhận xét của cái nghiên cứu từ những cái năm 2019. Câu hỏi đặt ra đó là liệu rằng với cái dịch COVID hiện nay hoặc là với những cái chủng cúm hiện nay như cúm B, một số bệnh nhân mà bác sĩ Thạch cũng đã vừa đề cập đến, thì tại trung tâm bệnh viện Bạch Mai chúng em thì cũng gặp những cái trường hợp đó là nhập viện vì viêm phổi, suy hô hấp và có nhiễm cúm B. Tuy rằng là những cái ca mà rất rất là nặng thì chúng em cũng đã phải chuyển xuống đơn vị hồi sức tích cực của thầy Tuấn rồi là bác sĩ Thạch để các anh chị có thể là điều trị tích cực nhất cho bệnh nhân, nhưng mà phía trên hô hấp cũng đã bắt đầu là gặp những cái trường hợp mà nhập viện vì cúm B và viêm phổi rất là nặng. Liệu rằng có liên quan gì đến cái nhận xét từ nghiên cứu năm 2019 này hay không thì đây cũng là một cái vấn đề có lẽ là cần phải tìm hiểu kỹ hơn. Tiếp đến em xin đề cập đến một cái vấn đề đó là ảnh hưởng của cái nhiễm Aspergillus ở bệnh nhân COPD thì gây ra những cái ảnh hưởng như thế nào. Vấn đề đầu tiên đó là mức độ ảnh hưởng thì tùy thuộc vào cái mức độ nhạy cảm của Aspergillus, và cái mức độ nhạy cảm ở đây cái tỷ lệ thì chiếm khoảng độ 13,6%, dao động từ 7,9 đến 18,3%. Và trong số các bệnh nhân COPD nhập viện vì đợt cấp thì cái tỷ lệ mà nhiễm nấm phổi Aspergillus xâm lấn chiếm từ 1,3 đến 3,9%. Và trong số những cái bệnh nhân nhập viện vì đợt cấp lại bị nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn như vậy thì cái tỷ lệ tử vong rất là cao, dao động từ 43 cho đến trên 70%. Thì đây thực sự là một cái gánh nặng rất rất là nghiêm trọng. Và đối với mỗi bác sĩ thì cái câu hỏi đặt ra đó là cái việc mà chúng ta chẩn đoán đã kịp thời hay chưa, có bỏ sót bệnh hay không, hay là vấn đề điều trị như thế nào, thì cũng giống như cái phần mà bác sĩ Thạch trao đổi, nhiều cái câu hỏi đặt ra khi mà chúng ta đứng trước một cái bệnh nhân mà khó điều trị, cùng là ho, cùng là sốt và cùng là những cái ran ở phổi hay là những cái hình ảnh X quang thâm nhiễm thì đó là viêm phổi do vi khuẩn, do nấm hay là do những cái căn nguyên khác. Lại trên những cái bệnh nhân COPD, nếu chúng ta không có những cái biện pháp để mà chẩn đoán sớm thì rõ ràng là cái việc điều trị muộn sẽ dẫn đến cái hậu quả vô cùng là nghiêm trọng cho người bệnh. Thế thì tổn thương phổi do Aspergillus thì cũng giống như ở bệnh nhân COPD thì cũng giống như các cái bệnh nhân thông thường khác, đó là có những cái thể bệnh rất là khác nhau. Khi người bệnh mà hít phải các cái bào tử về Aspergillus thì nếu như mà đáp ứng miễn dịch đầy đủ thì có thể là không có biểu hiện gì. Tuy nhiên ở những cái bệnh nhân mà có các cái hang ở trong phổi thì có thể diễn tiến hình thành những cái u nấm. Ở những cái bệnh nhân có bệnh phổi mãn tính hay là có cơ địa suy giảm miễn dịch mức độ nhẹ thì có thể dẫn đến cái nhiễm Aspergillus hoại tử mãn tính. Còn nếu như cái tình trạng suy giảm miễn dịch rất là nghiêm trọng thì đương nhiên là cái sự tấn công ồ ạt của nấm Aspergillus sẽ dẫn đến một cái tình trạng nhiễm nấm phổi xâm lấn. Và một cái thể bệnh nữa đó là nấm phế quản phổi dị ứng, đây cũng là một trong những cái biểu hiện giống như cái bài đầu tiên mà thầy Thông đã trình bày trong buổi trong những cái phút trước ạ, những cái giờ trước. Thế thì các cái tổn thương phổi do Aspergillus thì cũng có thể cùng tồn tại, ví dụ như là u nấm rồi là trên nền bệnh nhân viêm nấm xâm lấn có thể là cùng tồn tại với nhau, hoặc cũng có thể là từ cái thể nọ tiến triển sang cái thể kia. Và các cái tổn thương phổi do Aspergillus mãn tính thì có thể gặp rất nhiều hình thái, ví dụ như là có thể gặp là các cái nốt đơn thuần ở phổi, các cái u nấm đơn độc, tổn thương phổi bán cấp, hoặc là nhiễm nấm phổi hoại tử mãn tính với cái thời gian từ 1 đến 3 tháng. Còn những cái trường hợp mãn tính khác, ví dụ như là nhiễm Aspergillus hang nấm mãn tính hoặc là sơ hóa mãn tính do Aspergillus thì thông thường cái thời gian là 3 tháng trở lên. Thì đối với những cái trường hợp mà nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn, nếu mà trên cơ địa suy giảm miễn dịch, các cái yếu tố thuận lợi cho nhiễm nấm này từ giảm bạch cầu, các cái bệnh lý về máu, bệnh lý ác tính, rồi là bệnh nhân ghép tạng, sử dụng các cái thuốc ức chế miễn dịch, dòng Lanfote hoặc là những cái thuốc bệnh nhân dùng thuốc sinh học. Thì bản thân những cái bệnh nhân đó đã nặng rồi thì COPD cũng là một trong những cái nhóm bệnh nhân mà có đặc điểm của cái suy giảm miễn dịch. Và cái nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn ở những cái bệnh nhân COPD thì cũng nặng không kém so với những cái trường hợp kia.
triệu chứng rầm rộ và tiên lượng rất nặng nếu như không kịp thời sử dụng các cái thuốc chống nấm mà chúng ta cứ loay hoay với cái việc là chẩn đoán viêm phổi và dùng đủ các loại kháng sinh phổ rộng bao phủ cả vi khuẩn gram âm, gram dương, thì đôi khi cái việc mà chậm điều trị nấm sẽ dẫn tới bệnh nhân suy hấp càng ngày càng nặng lên. U nấm thì thường có thể không triệu chứng, nhưng một số bệnh nhân cũng có thể biểu hiện bằng ho máu ở nhiều mức độ khác nhau và hình thành từ hình thành trên những cái bệnh nhân mà có những cái tổn thương hang từ trước hay gặp nhất, đó là hang lao. Và tiên lượng xấu ở những cái bệnh nhân có u nấm này đó là bệnh nhân có cái bệnh phổi, có những cái tổn thương phổi nặng từ trước, kích thước của u nấm thì tăng dần và xuất hiện thêm những cái u nấm khác cũng là một trong những cái dấu hiệu để tiên lượng nặng. Bệnh nhân có suy giảm miễn dịch kèm theo và đặc biệt đó là nồng độ IgG tăng cao. Cái thể nhiễm nấm phổi bán cấp thì thông thường là thời gian từ 1 đến 3 tháng và mạn tính là trên 3 tháng. Và những cái triệu chứng thì tùy thuộc vào mức độ tổn thương cũng như là bệnh lý nền hoặc là giai đoạn của CBD. Thì đây cũng là những cái hình ảnh của nấm sơ hóa mạn tính và những cái hang nấm mạn tính. Như vậy là những cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân nhiễm Aspergillus thì cũng là sốt, là ho, là khạc đờm, là đờm mủ. Và đôi khi nhập viện thì đa số các bác sĩ sẽ chẩn đoán đầu tiên đó là viêm phổi và điều trị đầu tiên cũng là bằng kháng sinh. Sau đó thì tiếp tục theo dõi xem là đáp ứng lâm sàng có đỡ hay không, có cải thiện hay không. Tuy nhiên thực tế cho thấy là sau khi mà triệu chứng không cải thiện thì có lẽ phần lớn các bác sĩ và bản thân em cũng gặp cái lỗi này, đó là chúng ta vẫn loay hoay với cái việc là tìm cho ra vi khuẩn gì mà chúng ta lại không nghĩ đến cái việc là liệu có phải là nấm hay không. Thế thì đây cũng là một trong những cái lỗi. Tuy nhiên bây giờ cũng đã bắt đầu chú ý hơn rồi ạ. Sau cái dịch Covid thì thực sự là phải để ý đến cái việc là liệu rằng có nấm hay không. Cho soi nấm, cấy nấm và có thể là định lượng cái galactomannan càng sớm càng tốt để mà có thể đưa ra cái điều trị nấm bổ sung ngay lập tức ạ, sớm cho bệnh nhân. Tuy nhiên ở bệnh nhân CBD khi mà nghi ngờ nhiễm nấm thì thực sự là sẽ có một vấn đề liên quan đến cái việc mà khó làm can thiệp chẩn đoán. Xét nghiệm vi sinh, nhuộm soi, nuôi cấy thì chúng em cũng bắt buộc phải làm cho hầu hết các bệnh nhân CBD nhập viện rồi. Kể cả nhuộm soi, nuôi cấy vi khuẩn cũng giống như là nhuộm soi và nuôi cấy để tìm nấm là sẽ làm ngay từ thời điểm ban đầu. Huyết thanh chẩn đoán thì cũng sẽ cân nhắc trong một số trường hợp nếu mà các cái xét nghiệm vi sinh không cho ra kết quả chẩn đoán mà vẫn nghi ngờ trên lâm sàng. Tuy nhiên nội soi phế quản thì thực sự không phải bệnh nhân CBD nào cũng có thể nội soi được, chỉ có thể làm được ở những cái bệnh nhân thể trạng tốt hoặc là mức độ thông khí, rối loạn thông khí tắc nghẽn mức độ nhẹ hoặc trung bình thôi. Còn những cái bệnh nhân nặng, thường là CBD nhập viện vì đợt cấp lại có thêm một cái nhiễm nấm xâm lấn thì triệu chứng sẽ rất là nặng và đôi khi là suy hấp, là phải thở oxy, là phải thở máy và làm cho các bác sĩ lâm sàng sẽ rất là băn khoăn trong cái việc nội soi có thể làm nặng thêm tình trạng của bệnh nhân. Tương tự như vậy, cái việc sinh thiết phổi cũng là cả một cái câu hỏi sẽ rất là ngại. Vì sao ạ? Bệnh nhân CBD nếu như có những cái nốt mà mình nghi ngờ nấm thì thường ở những cái bệnh nhân mà CBD đặc biệt là những cái giai đoạn nặng thì giãn phế nang là một trong những cản trở rất sợ sinh thiết, bệnh nhân sẽ bị tràn khí màng phổi. Rồi sinh thiết cũng rất là ngại bệnh nhân ho máu. Tràn khí màng phổi, ho máu hay là các cái biến cố khác nó đều có thể làm cho cái tình trạng CBD của bệnh nhân sẽ nặng lên và sẽ làm cho chúng ta thực sự là băn khoăn nên làm hay không nên làm để mà chẩn đoán nấm phổi cho bệnh nhân. Thế thì đối với cái việc khuyến cáo điều trị nhiễm nấm Aspergillus phổi thì đối với những cái trường hợp mà nhiễm nấm phổi xâm lấn thì cái lựa chọn đầu tay vẫn là voriconazole. Tuy nhiên thì thực tế thì dạng truyền và dạng uống thì cũng là một trong những câu hỏi mà các bác sĩ hay đặt ra. Dạng truyền thì chúng em vẫn hay tối ưu cho các cái bệnh nhân mà có nhiễm trùng nặng. Tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại thì dạng truyền thì chưa được bảo hiểm y tế thanh toán cho nên cũng là một trong những cái khó khăn đối với bệnh nhân. Thế còn các cái lựa chọn khác ví dụ như là amphotericin dạng lipid, phức hợp lipid thì cũng là một trong những khó khăn vì chi phí cũng là quá lớn để khi mà điều trị nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn. Sau khi điều trị khởi trị với amphotericin B hoặc là voriconazole thì liệu pháp tiếp theo sẽ là duy trì voriconazole hoặc itraconazole có thể tới 6 tháng. Đối với những cái trường hợp mà nhiễm nấm Aspergillus gây hoại tử mãn tính thì lựa chọn đầu tay vẫn là voriconazole và liệu pháp tiếp theo đó là có thể lựa chọn amphotericin B hoặc là voriconazole uống duy trì tiếp tục và hoặc là itraconazole. Tuy nhiên đối với tất cả những cái trường hợp mà u nấm thì
ngay kể cả những cái bệnh nhân thông thường, tức là không có bệnh lý phổi nền, thì chúng ta cũng phải nâng lên đặt xuống bàn để xem là liệu rằng có nên cắt cái u nấm này đi không, hay là để nguyên, bởi vì rất nhiều trường hợp u nấm mà không gây ra triệu chứng gì cả. Tuy nhiên nếu như có những cái biểu hiện bệnh, ví dụ như là gây ra ho máu, đặc biệt là ho máu số lượng lớn hoặc là ho máu tái đi tái lại, thì đương nhiên là sẽ phải có những cái biện pháp xử lý. Ví dụ như là nút động mạch phế quản là cái phương án hay làm nhất. Nếu như u nấm xảy ra ở bệnh nhân CVD nặng hoặc là có các bệnh lý phổi nền khác, thì chúng ta sẽ lựa chọn cái phương án can thiệp gọi là nhẹ nhàng nhất cho bệnh nhân. Còn cái phương án mà phẫu thuật cắt u nấm sẽ được đặt ra nếu như cái việc mà nút mạch không cải thiện, hoặc u nấm ở trên nền một bệnh nhân mà thể trạng bệnh nhân cho phép, chức năng phổi của bệnh nhân cho phép. Thế còn nấm phế quản phổi dị ứng thì bác sĩ Thông đã hướng dẫn chúng ta cái cách chẩn đoán và điều trị ban đầu rồi. Em xin đưa ra một số kết luận vì cũng thời gian có hạn. Nên thứ nhất đó là kết luận đầu tiên, đó là bệnh nhân CVD chúng ta thực sự phải chú ý, vì đây là một trong những đối tượng có nguy cơ nhiễm aspergillus. Và cái thứ hai nữa là kể cả những cái bệnh nhân CVD ở giai đoạn ổn định thì cũng tìm được các cái chủng aspergillus quần cư ở đường thở của người bệnh, mà ở người đường thở của bệnh nhân CVD mà hay gặp nhất vẫn là aspergillus fumigatus. Và các thể bệnh thì chúng ta sẽ chú ý đến hai thể. Một là rất là cấp tính và bắt buộc chúng ta sẽ phải chú ý để đưa ra cái quyết định trong cái việc chẩn đoán điều trị càng sớm càng tốt, đó là nhiễm nấm aspergillus phổi xâm lấn. Và những cái thể mà nhiễm nấm aspergillus mãn tính trên nền bệnh nhân CVD thì lựa chọn cái phương án điều trị như thế nào, chúng ta sẽ phải cân nhắc cá thể hóa từng bệnh nhân, tùy thuộc vào cái bệnh nền CVD nữa. Và thực sự chúng em rất quan ngại ở những cái bệnh nhân CVD mà có nhiễm thêm nấm aspergillus, đặc biệt là những cái trường hợp mà nhiễm nấm xâm lấn, vì sẽ làm cho tình trạng bệnh nhân nặng lên rất là nhanh. Và bản thân em cũng đã để sót những cái bệnh nhân mà mình cứ loay hoay điều trị viêm phổi suy hô hấp, chẩn đoán là suy hô hấp viêm phổi rồi là đợt cấp COPD, mà cho đến lúc mà một vài ngày sau mới bắt đầu là có kết quả xét nghiệm về mới nhận thấy tất tần tật các cái triệu chứng từ sốt, từ ho, từ khạc đờm mù giống hệt như viêm phổi, và bạch cầu cũng tăng rất là cao, bi lăng viêm cũng tăng rất là cao, nhưng đấy lại là viêm phổi do nấm và nấm xâm lấn ạ. Em xin kết thúc bài trình bày của mình ở đây ạ. Em xin cảm ơn các thầy cô ạ.